Thưa sư cho con hỏi, con thấy có nhiều người nói tu có thể chuyển nghiệp, ví dụ từ giàu thành nghèo, từ tu tu mà từ giàu thành nghèo hả? Tu từ thất nghiệp thành có việc. Vậy điều này đúng chánh, hiểu đúng chánh pháp thì hiểu như thế nào cho đúng, có thật tu thì được vậy hay không, tu thế nào mới là đúng? Rồi giờ mình tu sao mà từ giàu thành nghèo? Nghe thì nó mắc cười ha, nhưng mà có một cách đó là gì? Bố thí. Mình tu mà mình bố thí hết thì tự nhiên là mình từ giàu thành nghèo. Như là ông cấp cô độc, ông bố thí hết mà cho tới hồi mà ông không còn tài sản nữa, cho tới mức mà ông chỉ còn ăn cái món cháo chua. Theo kiểu mình hiểu như bây giờ á, là món giống như là cháo với ba cái dưa chua đó, đại loại vậy đó, là nghèo lắm rồi mới ăn cái đó. Thì ông bố thí hết tài sản thì có nghĩa là mình sống bố thí thì từ giàu thành nghèo. Nhưng mà nó được cái là được hai cái chứ. Cái thứ nhất là khi mình bố thí như vậy á, mình nghèo tài sản mà mình giàu phước. Mình giàu cái phước, đặc biệt là thí dụ như mình chuẩn bị mình đi xa đó, mình biết mình sống không còn bao lâu thì mình lo mình chuyển hết tài sản mình do cho qua ngân hàng phước để chi mình xách mình đem theo. Giống như á, quý vị thí sư lấy ví dụ nha, mình bỏ quê về phố, hoặc là bỏ phố về quê, hoặc là mình đi định cư nước ngoài, thì có phải mình có bao nhiêu tài sản mình gom đi để mình đi theo mình qua bên kia mình có cái mình xài không? Thì cũng vậy đó. Giờ mình có bao nhiêu tài sản thì tới hồi mình nhắm chuẩn bị qua cái thế giới khác rồi thì mình chuyển hết vô ngân hàng phước để mình qua đời sau mình xài tiếp. Cho nên khi đó người ngoài nhìn vô là mình tu là nghèo đó, tu mà từ giàu mà thành nghèo, cái chuyện đó có. Cái thứ hai, nhờ cái chuyện mình giàu phước, thành ra đôi khi á, nó có một cái là muốn nghèo cũng nghèo không được. Quý vị biết cái người mà nhiều phước rồi đó, họ muốn nghèo cũng nghèo không được nữa. Như là ông cấp cô độc á, tới thời điểm ông xài hết tiền rồi đó, chư thiên phải đi kiếm tiền về cho ông. Tức là mấy cái tay mà nợ dai thì chư thiên tới đòi nợ giùm. Những cái kho báu, kho tàng mà không có chủ, vô chủ, chư thiên phải đi kiếm về giùm cho ông. Cho nên là nhiều người á, tự nhiên tới thời cái ăn nên làm ra, mình gọi là muốn nghèo cũng khó, nghèo cũng không được nữa, là vậy đó. Hoặc là như ngài Siva Lý, do ngài có phước bố thí rất là nhiều á, cho nên là mặc dù ngài sống xả ly, tức là ngài xuất gia, ngài sống xả ly, ngài không có giữ cái gì, mà phải nói ngài dùng cái từ là muốn nghèo cũng không được. Tức là ngài chui vô trong rừng hay là ngài đi chỗ nào thì cũng có loài người hay chư thiên cứ tìm tới ngài để bố thí cúng dường. Rồi cái thứ hai là từ thất nghiệp thành có việc. Thì quan trọng có việc là có việc gì. Sẽ lấy ví dụ nha. Bây giờ mình thất nghiệp rồi, mình không có chuyện gì làm, thì mình vô chùa mình kiếm chuyện mình làm công quả thì tự nhiên là đúng không? Thì nó là thất nghiệp mà có việc. Hay là có người họ bỏ việc, họ không có đi làm nữa, họ tham gia các khóa tu, họ đi hành thiền, họ đi Miến Điện, họ đi Thái Lan, họ đi vô các trường thiền, thì nó cũng là có việc, có việc để làm. Đương nhiên là khi quý vị hỏi cái này thì sư nghĩ là quý vị không có ý như vậy đâu. Mà ý là bây giờ mình tu làm sao mà mình nghèo thành giàu đó. Đang nghèo, giờ tôi tu làm sao để tôi được giàu. Bây giờ tôi đang không có công ăn việc làm, giờ tôi tu làm sao để tôi có công ăn việc làm. Nó hơi kỳ nha. Đi xuất gia đi. Đi xuất gia, quý vị tu cho nó nghiêm túc giùm sư. Giữ giới, hành thiền, tích cực bố thí. Tức là khi mình có bao nhiêu tài sản mình đi bố thí hết. Giữ giới cho trong sạch, hành thiền cho ngon lành. Đảm bảo quý vị có hai chuyện này. Một là giàu sang, hai là có việc. Tại sao vậy? Người ta dùng cái từ là ma khảo. Thật sự cái người mà tu cà chớn á, không có ma nào thèm khảo đâu. Nhưng quý vị tu mà ngon lành, tu đàng hoàng, ma nó khảo quý vị liền. Khảo cái gì?
tự nhiên là nói nó hơi kỳ, tự nhiên là sẽ có những cô nhà giàu tới, tự nhiên cái mê mình, thích mình, nói bây giờ sư về đi, sư về con nuôi, sư về là con nuôi, mà cổ là ngon lành nha, sư về con nuôi, có tiền là con lo công ăn chuyện làm cho sư luôn, nghe về hai đứa mình tối tụng kinh cho nhau nghe thôi. À, hứa nếu như quý vị tu cho đàng hoàng, tức là giữ giới trong sạch nha, hành thiền, sống ly dục, chịu khó bố thí, nếu mà quý vị tu mà với một cái tâm là không cầu danh lợi, không cầu nữ sắc, không cầu hưởng dục, tự nhiên ma nó khảo quý vị liền. Rồi lúc đó tự quý vị chọn thôi, thì muốn về đời thì đương nhiên là đó, quý vị được đó, là có vợ đẹp ha, giàu, có công ăn chuyện làm, tự nhiên có thôi. Mà quý vị dám không? À, chứ còn sư tại vì á, trong cái giới tu hành xuất gia với nhau á, thì có những bài học, tức là các thế hệ tiền bối đi trước thì đã có những vị như vậy rồi. Tức là cái ông mà tu cà chớn, tu đàng hoàng thì chả ma nào thèm khảo đâu. Nhưng cái ông nào mà tu ngon lành á, tu ngon lành có giới rồi hành thiền các thứ, là tự nhiên là có mấy cô, có dùng cái từ ngoài đời hết sảy thì nó hơi kỳ. Nhưng mà mấy cô ngon lành là mấy cô tới là chăm là rước các vị này về, thì có vị là vượt qua được và bây giờ lên tới các bậc trưởng lão. Thì các vị kể lại giống như là một thời oanh liệt, hồi xưa là cũng có nhiều cô theo tu lắm. Thì cũng có những vị là chịu không được cái khảo nghiệm và về đời. Cho nên là nếu quý vị muốn tu mà chuyển nghiệp cái đó thì đi cạo đầu, đi xuất gia đi. Mà nhớ tu cho đàng hoàng là sẽ được cái đó. Đây.